Tuần 1, tháng 6 năm 2018, đặc khu là từ khóa cực nóng từ nghị trường tới những người dân Việt. Chúng tôi tới Vân Đồn, nơi được đề xuất là một trong ba đặc khu đầu tiên của cả nước. Nằm gọn trong vịnh Bái Tử Long với hơn 500 hòn đảo lớn nhỏ, Vân Đồn là nơi được thiên nhiên đặc biệt ưu đãi, tạo ra rất nhiều ngành nghề như đi biển, đi rừng, du lịch. Khác với rất nhiều huyện khác trên cả nước, nhịp sống ở đây rất sôi động, ai ai cũng tất bật. Khi đem câu chuyện đặc khu trao đổi với một số người dân tại Vân Đồn, chúng tôi có thể cảm nhận rõ cụm từ đặc khu không quá nóng như những diễn biến ở trên mạng xã hội tuần qua. Đặc khu là gì? Điều gì quan trọng nhất với một đặc khu? Dường như khái niệm đó khá mơ hồ đối với họ. Trước khi là Vân Đồn trở thành đặc khu thì các cô ở đây rất là hãnh diện và cũng rất là vui vì đông khách thập phương về đây để du lịch. Các cô cũng rất là cuộc sống của các cô tự nhiên là có ý thức và sống phải văn minh hẳn lên. Bản thân như mọi người đều cảm thấy phấn khởi. Họ đơn giản chỉ cảm thấy tự hào vì quê hương họ được trở thành một địa danh đặc biệt và sắp trở nên trù phú hơn. Người Vân Đồn đang rất vui vẻ vì quê hương của họ đã có sân bay quốc tế và chỉ khoảng 1-2 tháng nữa thôi họ có thể về thủ đô với thời gian chưa tới 2 tiếng đồng hồ. Mong muốn nhất của tôi là khi đặc khu Vân Đồn lên đặc khu thì nó sẽ mang lại nhiều những cái mà phát triển hơn về kinh tế cũng như về làm ăn, khác được mang lại cái nhiều cái hiệu quả. Là mọi người đều phải làm ăn, phải phấn đấu để lôi kéo những nhà đầu tư về đây để làm cho Vân Đồn một ngày một lớn mạnh hơn thôi. Vân Đồn các chú thì cũng mong nó cái điều kiện nó phát triển được thì nó tốt lên. Hay như những người thợ máy tàu thuyền hoặc những người đi biển, việc ở đây không thiếu. Vì vậy, câu chuyện đặc khu với họ đâu có gì quan trọng. Quan trọng với họ lúc này là khi những dự án siêu khủng của Vân Đồn được hình thành, họ sẽ tìm được chỗ mới để có thể tiếp tục làm ăn sinh sống. Cái nào cũng muốn đặt khu nhưng mà lại cũng đặt khu chỉ làm đường thôi, còn đây lấy hết thì lại cũng muốn làm mồi, cũng muốn kiếm vài đồng để ăn chứ. Thì nếu mà về nghề thì không có gì là khó khăn cả. Theo tôi là đặt đặc khu hay không thì là tôi là không quan trọng, và quan trọng nhất là cái công ăn việc làm của con. Với người làm ngành nghề du lịch, khái niệm đặc khu được rõ ràng hơn một chút. Họ hiểu là khi có nhiều nguồn đầu tư lớn, Vân Đồn sẽ khai thác tốt hơn cảnh quan mà thiên nhiên đã ưu đãi cho Vân Đồn. Sẽ có nhiều công việc làm hơn, không phải chịu cảnh hè thì quá tải, mùa đông vắng khách như hiện tại. Nếu Vân Đồn lên đặc khu thì Vân Đồn sẽ cần nhất đấy là về cái cơ sở hạ tầng đấy, về vấn đề giao thông đấy là một cái quan trọng, song song với giao thông về cái vệ sinh môi trường, bảo vệ cái vệ sinh môi trường thì sẽ thu hút được nhiều những khách du lịch các nơi về đây để cùng làm ăn phát triển. Nói chung là kể về hạ tầng rồi, nói chung là các cơ sở hạ tầng rồi, các quy hoạch nó phải khác chứ nó không thể như này được. Nói chung là không phải là cái gì nó phải là thuận lợi, doanh nghiệp rồi các thứ này về đây đầu tư nhiều thì nói chung là như không có giảm bớt được. Về Vân Đồn nói chung là thay đổi cũng tương đối là nhanh, bởi vì là tất cả các thu hút của các nhà đầu tư đấy, mang lại ở Vân Đồn này nó nhiều như sân bay, sân gôn. Đấy, rồi đồng thời rồi trong casino, khu vui chơi phức hợp ở trong xã Vạn Yên thay đổi rất nhiều, mang lại tức là về cái năng suất và hiệu quả của người lao động. Tại Vân Đồn, một trong những ngành nghề đang bận rộn nhất đó chính là bất động sản và xây dựng. Từ quán cà phê, nhà hàng cho tới quán nước, không khó để bắt gặp những người dân Vân Đồn trên những chiếc ô tô đời mới, miệng luôn mồm nói về đất đai, dự án, công trình xây dựng. Mà toàn bộ cái sự phát triển nhất thì nó nằm ở đây. Phát triển nhất thì là nằm ở khu này. Okay. Chúng tôi được biết, sau 3-4 cơn sóng bất động sản trong vài năm gần đây, rất nhiều người dân Vân Đồn đã giàu lên một cách chóng mặt. Nhưng đã là sóng thì sẽ có người được, kẻ mất. Và tại đây, không ít người bị rủi ro vì đất. Đối với kinh doanh bất động sản, đặc khu chính là từ khóa được họ nhắc đến rất nhiều trong các cuộc nói chuyện.
vì hiện tại các giao dịch đang gặp khó bởi lệnh cấm, và nếu thông qua bộ luật đặc khu thì cơn sóng đất tại đây sẽ được đẩy lên cực điểm. Xe chị ơi, có hao máy gì? Tổng diện tích bao nhiêu chị nhỉ? Được 70m thổ cư không? Với lại 105m mặt tiền, sâu 20 đúng không? Giá 335 cũng về đúng không? 3.4. Vân Đồn ngày nay như một đại công trường, xe ben, máy xúc hoạt động hết công suất. Hàng loạt những siêu dự án đang được san lấp và hình hài. Những công trình hứa hẹn đem lại cho Vân Đồn sự chuyển mình ngoạn mục. Mời các bạn xem tiếp kỳ 2 của ký sự, những siêu dự án đang hình hài tại Vân Đồn.